Với xe đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024, tôi đánh tin FOMC về những lệnh tôi đã thả ăn cả hơn 1.300 pip ở trên thị trường và chia sẻ đến nhà đầu tư để cho cộng đồng và nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng trên thị trường. Và chúng ta cần phải hiểu rõ đây là thị trường giao dịch về đầu tư Forex, sẽ không có cái chuyện dùng TradingView để phân tích hay nhận định hoặc bản chiến lược nha. Và bản thân chính các bạn khi tham gia trải nghiệm phải thấy những giá trị người đứng ra chia sẻ áp dụng vào trong thị trường thực tế và cho chúng ta thấy rõ về những giá trị này. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không trên thị trường về đầu tư Forex, chứ không phải ra ngoài chỉ là phân tích, nhận định rồi đưa ra chiến lược rồi lên kẻ vẽ như đúng rồi mà không thấy người đó áp dụng vào trong thực tế thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng bịp mà thôi. Đó, mời nhà đầu tư theo dõi. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ cho các bạn trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia trải nghiệm trên thị trường. Tất cả trên thị trường đều phải là giao dịch live thực tế và đều phải thấy rõ lịch sử giao dịch. Có như vậy thì chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không, chứ không phải phân tích mõm giao dịch mồm trên thị trường nha. Đó. Các bạn có thể thấy rõ đó, khi mà chúng ta biết đánh, chúng ta giao dịch được cái chuyện là gì nhỉ, có lợi nhuận hay không nó rất là dễ. Và khi mà chúng ta không biết đánh thì xin lỗi nhà đầu tư, các bạn ném, các bạn nạp vào đó chuyện quá bình thường. Các bạn thấy rõ đó, tôi đánh rất là thoải mái nha, không có nặng nề nhiều. Tài khoản này thì tôi vừa đánh vừa rút rất là nhiều rồi. Tôi đánh vừa đánh scalp để làm sao cho tài khoản của tôi càng lúc nó càng rộng ra nhé.
Nếu anh em xem là gì nhà người đánh được người ta rất là thoải mái, không phải chăm chăm vào lệnh nhé. Đấy, tôi thả lệnh, tôi đánh như nào thì rất là nhẹ nhàng nhé. Rồi bản thân chính các bạn khi trải nghiệm ở trên thị trường và khi giao dịch thực tế, bản thân các bạn cần phải có những vấn đề này. Các bạn thấy đó, rất nhẹ nhàng. Nghe tôi đánh vẫn đơn giản đây, chính tài khoản này trên là tài khoản tôi đang like. Thôi, chào anh em, chúc anh em giao dịch thành công nha. Khuya tôi đi ngủ, hôm nay là chắc cũng chạy nhiều.